Sống để làm gì? Sau bao nhiêu năm sống trên cõi đời này, bạn có bao giờ đặt câu hỏi cho chính mình? Sống để làm gì? Quá dễ trả lời phải không bạn? Có lẽ thông thường nhất là những câu trả lời: sống để kiếm tiền, sống để lo cho gia đình, và sống để trả nợ đời. Nhưng thực tế, nghĩ sâu hơn thì không đơn giản như vậy bạn ạ. Nhìn thực tế vào cõi nhân sinh vô thường này, chúng ta thấy con người luôn quay cuồng trong một vòng xoáy bất tận của việc mưu sinh, của những tất bật của dòng đời. Một bác tài xế phải thức khuya dậy sớm để lái xe, một anh nhân viên văn phòng phải đến làm việc đúng giờ, lo chu toàn công việc của mình để cố gắng tìm được thu nhập tốt. Một nhà sư phải cố gắng tu tập để tìm sự giải thoát. Ta nhìn thấy ở họ sự cố gắng và tưởng như không có điểm chung gì. Nhưng thực tế, tất cả đều hướng tới một điểm chung là đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Nếu bác tài xế không thức khuya dậy sớm thì sẽ không lãnh lương được, không có tiền lo cho bản thân và gia đình, thì liệu bác có cảm thấy được hạnh phúc hay không? Anh nhân viên kia không đến đúng giờ làm và lo chu toàn công việc của mình thì sẽ bị nghỉ việc, và liệu anh ta có hạnh phúc hay không? Nhà sư kia cũng vậy, nếu không cố gắng tu tập, tâm không tịnh và sống với chánh niệm, liệu có tìm được sự giải thoát và hạnh phúc hay không? Trong toàn cõi nhân sinh này, dù bất cứ ai đều hướng tới sự hạnh phúc và tránh xa khổ đau, chỉ trừ khi họ hướng tới khổ đau để đạt được hạnh phúc lớn hơn. Ví dụ như trường hợp của cha mẹ lo cho con cái, họ muốn hy sinh tất cả vì con, sẵn sàng lao động, kiếm miếng ăn để con cái được hạnh phúc, học hành đến nơi đến chốn. Họ sẵn sàng đau khổ để mong đạt được một hạnh phúc là con cái khôn lớn, trưởng thành. Nhìn rộng ra, không chỉ con người mà mọi loài đều hướng tới hạnh phúc. Chú kiến bé nhỏ cũng đang kiên nhẫn tha mồi về tổ, mong có một cuộc sống no đủ. Chú bướm xinh tươi cũng lả lướt bay tìm hoa. Chú chim bay tít trời xanh cũng đang bận rộn tìm mồi cho lũ con, hoặc tìm chốn dung thân tránh rét. Hiểu được cứu cánh, mục tiêu tối thượng của mọi người, mọi loài, để ta biết quý trọng cuộc sống hơn. Để ta biết rằng mọi người, mọi loài đều mong muốn được hạnh phúc, và hạnh phúc kia quý biết nhường nào. Nhưng cuộc sống không đơn giản là tránh xa đau khổ là sẽ đạt được hạnh phúc. Cuộc sống là một dòng chảy bất tận, và con người luôn đấu tranh không ngừng để tránh bị xuôi theo dòng đời, cuốn vào sự khổ đau. Thực tế là hầu như không có gì là của riêng mình. Ngay từ khi chưa sinh ra, bạn đã phải chạy đua với hàng vạn con có đuôi khác. Trong một cuộc hành trình kỳ vĩ của tạo hóa, một cuộc đấu tranh mà nếu ở hiện tại xảy ra, chắc gì bạn đã dám tham dự. Nhưng bạn đã vượt qua tất cả để chiến thắng mọi đối thủ, để bạn có mặt trên cõi đời này. Thật kỳ diệu phải không? Rồi bạn cũng trưởng thành bước vào đời với bao nhiêu ước vọng và hoài bão. Nhưng tôi chắc rằng thực tế không như bạn mơ ước. Dòng đời sẽ cuốn bạn vào cuộc mưu sinh, vào chuyện cơm áo gạo tiền. Công việc sẽ trói buộc bạn vào những lo toan của đời thường. Bạn sẽ thất vọng, đau khổ và đôi lúc cả tuyệt vọng vì mọi thứ quá khó khăn. Hãy nhìn lại trong thế giới tự nhiên. Mỗi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử, chạy nhanh nhất,
nếu không nó sẽ bị giết. Mỗi sáng, một con sư tử thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương, chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói. Điều quan trọng không phải là việc bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy. Là vậy đấy, thử thách cho bạn luôn xảy ra, và bạn phải tranh đấu cho cuộc sống, tranh đấu với chính bản thân bạn, và tranh đấu vì những người thân yêu. Bạn không thể là kẻ yếu hèn và bỏ cuộc. Bạn sẽ nhận lấy đau khổ. Đó là quy luật của tạo hóa. Nếu không có khó khăn và đau khổ, chắc chắn rằng con người sẽ chẳng bao giờ tiến bộ và đạt được những thành quả kỳ diệu như vậy. Bạn và tôi cùng thức dậy vào một ngày mới với một tâm thế tràn đầy năng lượng. Bên chúng ta là những người bạn thân yêu, bạn bè và cả thế giới đang chờ đón bạn cùng đạt được hạnh phúc của mình. Chúc bạn thành công trên con đường đấu tranh để tìm hạnh phúc cho chính bạn nhé.